Quý vị thân mến, nhắc đến Trảng Bàng, người ta thường nghĩ đến vùng đất nhiều nắng gió với những món ăn nổi tiếng như bánh canh, bánh tráng phơi sương, ngon nước tiếng du khách gần xa. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ai về Tây Ninh thì ít nhất cũng từ một lần dần chân ghé ăn sáng tại một quán bánh canh nào đó, rồi mang theo ấn tượng khó quên đó trên suốt cả hành trình. Bên cạnh ẩm thực, hiện Trảng Bàng còn có thêm một địa điểm đầy thú vị với cái tên Tây Thiên Cổ Quán vừa xuất hiện trên bản đồ check-in của giới trẻ. Điểm đến này có gì thú vị? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân chúng tôi tìm hiểu nha. Quán cà phê với không gian rộng 2.000m2 nằm giữa cánh đồng mát mẻ, được trang trí thành những tiểu cảnh bắt mắt để phục vụ chụp ảnh cho du khách. Những cây cầu gỗ, con thuyền lãng mạn, căn nhà đủ màu sắc hay đặc biệt hơn như cổng trời cao rộng làm khách tham quan đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, để rồi vô tư tạo dáng, bấm máy và mang ảnh về nhà. Ở đây một nơi rất là thú vị và Ngọc Thúy muốn là được trải nghiệm ở đây thật nhiều hơn. Khi có những chụp hình hay là quay phim hay là những cái gì liên quan đến hình ảnh thì Thúy nghĩ là ở đây là một nơi rất là lý tưởng. Ở đây là một cái quán cà phê mà vừa kết hợp phim trường luôn. Phong cảnh chung quanh ở đây phải nói là rất là tuyệt vời quý vị. Có cổ, có tây, rất là hay. Đúng với tinh thần cổ quán, tại đây cũng cho thuê các loại trang phục cổ trang và trang điểm ngay tại chỗ, để hô biến bạn ngay lập tức trở thành tiểu thư, công tử, hiệp khách giang hồ, đẹp ngỡ ngàng. Vừa cổ kính, vừa tây, vừa ta, nó kết hợp lại với nhau mà quang cảnh ở đây thì rất là nhiều. Các bạn có thể tới đây chụp hình cưới cũng được nè, chụp hình gia đình nè, rồi đến đây có thể là trong những ngày nghỉ con em rồi gì tới đây để chúng ta chụp hình ở trường. Nó hơn một chút là có thể sống ảo được, các bạn trẻ có thể đến đây để sống ảo được. Một cái nơi, một cái không gian mà nó rất là mát mẻ, mang tính chất hoang dã nhưng mà lại đầy lãng mạn. Cảm thấy là mình lạc vô một cái thế giới mới so với cái cuộc sống của mình thì rất là thú vị. Bên cạnh gần 20 bối cảnh chụp hình, check-in sống ảo cho giới trẻ hoặc những đoàn làm phim, không gian quán với những góc nhỏ ấm cúng, mát mẻ còn rất phù hợp cho một điểm hẹn cuối tuần của gia đình, nơi cha mẹ, con cháu, ông bà quây quần bên nhau tâm sự những câu chuyện cuộc sống. Phượng thấy là không gian ở đây rất là phù hợp cho những gia đình có thể xuống đây để mà chụp hình sống ảo nè, rồi có thể tận hưởng những giây phút mà quây quần với nhau, bởi vì Phượng thấy có những cái không gian xanh mát để cho các bé chơi vui và cũng có những cái nơi rất là yên tĩnh để phù hợp cho những người lớn tuổi có thể tận hưởng cái không khí thiên nhiên như thế này. Lần đầu tiên ở Trảng Bàng Tây Ninh của mình có một cái bối cảnh để mình check in hình ảnh nè, chụp hình về gia đình, có thể là chụp hình áo cưới. Nói chung là tất cả những hình ảnh mà mình có thể mình check in, mình chụp hình nó để mình thảy lên những cái trang mạng. Đây nó sẽ tập hợp cho đầy đủ cho mình. Tây Thiên Cổ Quán là nỗ lực nhiều tâm huyết của anh em nghệ sĩ Quyền Linh, Quyền Lộc với mong muốn tạo nên điểm nhấn mới mẻ cho du lịch địa phương Trảng Bàng, giúp mọi người biết đến Trảng Bàng nhiều hơn như một địa điểm vui chơi thú vị nằm rất gần thành phố Hồ Chí Minh. Đến Tây Thiên Cổ Quán thì chúng ta có thể trở về với những ký ức ngày xưa, trở về những cái bộ phim mà chúng ta yêu thích. Và Tây Thiên Cổ Quán cũng là một nơi mà có thể quý vị sẽ cảm giác nó rất là lạ trong cuộc sống thời đại 4.0 này. Không chỉ đáp ứng được nhu cầu của giới trẻ mà lên rằng tất cả mọi người chúng ta đến đây chúng ta cảm giác rất là yên bình, mình cảm giác một không gian rất là lạ lẫm để chúng ta có thể giải tỏa tất cả những cái căng thẳng mệt nhọc trong cuộc sống. Quyền Lộc cũng tạo ra một cái quỹ từ thiện, đó là quỹ Tây Thiên Cổ Quán. Thì có thể là 35.000 là có thể chích ra 5.000 trong đó. Để hàng năm thì Lộc sẽ làm một cái học bổng hoặc là giúp cho những hoàn cảnh khó khăn, những người neo đơn chẳng hạn. Thì Lộc cũng mong muốn là tất cả mọi người đến đây để ủng hộ, để cùng với Quyền Lộc chích nhỏ nhỏ một cái phần nào đó để làm một cái quỹ này có thể một ngày nào đó có thể giúp được cho rất là nhiều người. Không chỉ tạo sân chơi thú vị, cổ quán của hai anh em nghệ sĩ còn mang ý nghĩa xã hội khi một phần lợi nhuận từ quán sẽ được trích vào quỹ từ thiện cùng tên để giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn ở địa phương, lan tỏa tinh thần nhân ái đến mọi người.
Thưa quý vị, Tây Ninh có nhiều địa danh để du lịch tham quan và Tây Thiên Cổ Quán là tấm lòng của nghệ sĩ Quyền Lộc, em trai nghệ sĩ Quyền Linh dành tặng cho bà con, các bạn trẻ ở Tây Ninh và các địa phương phụ cận. Nếu quý vị ấn tượng với cổ quán đầy bí hiểm này giữa vùng đất Trảng Bàng, hãy tìm kiếm ngay trên Google, sẽ có hướng dẫn đến tận nơi quý vị nhé.